Thì được rồi, thì hello, xin chào các bạn đến với video của mình nha. Thì hôm nay mình có làm một cái video về sự so sánh. Đấy, so sánh gì đấy anh em có thể nhìn thấy chưa? Đây, so sánh giữa hai củ sạc là củ sạc Samsung và củ sạc của iPhone. Cái đặc trưng của củ sạc iPhone ấy, nó thường thường là có hình dạng như này này, vuông như này, vuông như này. Có một số iPhone đời cao hơn thì củ nó sẽ to hơn, mà cái dung lượng nó sẽ khác để nó có thể đủ sạc đủ cái loại pin mà phù hợp với dung lượng của pin. Đây, cái củ sạc của Samsung đặc biệt điểm nó hay như này, nhìn phát biết củ sạc Samsung luôn đó. Thì cái điều mà người ta nên chú ý ở hai cái củ sạc ấy là cái thông tin và những cái số liệu của củ sạc đó. Ví dụ như cái củ sạc này là củ sạc 5V 2A, và cái củ sạc iPhone này thì nó sẽ là 5V, cổng ra là 5V, input là cổng vào, là nguồn vào là nguồn 240V trên 60Hz, nguồn ra là 5V và 1A đó, input và output. Còn cái phần của cái của sạc Samsung này ấy, đây của sạc Samsung này thì nó là output là nguồn ra là 5V và bằng với 2A đó, thì nó sẽ khác nhau. Bởi vì cái nguồn này ấy, nó là 2A nên khi mình chúng ta ít khi không được dùng cái củ sạc Samsung để sạc iPhone. Nhưng em biết đấy, cái quả pin là người ta đang nhà sản xuất nó đã quy định là khi mình sạc sạc nào vào cái máy đấy thì quả pin nó sẽ đỡ hỏng hơn. Tuy nhiên là sạc cái sạc này thì nó rất nhanh vào, vì nó ra 2A cơ mà, thì rất nhanh vào, nhưng mà nó pin anh em dùng không được bao nhiêu đâu anh em ạ. Thì cái sau đấy đó nói thì cái dung lượng pin, cái độ hao pin ấy, cái độ chai pin ấy, pin rất nhanh hỏng nhá. Anh em lưu ý cho mình biết là rất nhanh hỏng. Nên anh em mình khuyên khích anh em nên mua, nếu có sạc iPhone thì anh em nên mua đúng cái củ sạc iPhone của nó. Thì bây giờ trên thị trường nó chán ra một số loại sạc kiểu sạc tàu anh em ạ. Chán ra một số sạc tàu. Thì sạc tàu thì anh em biết là nó rất là rẻ thôi, nó cạnh tranh. Nó lo cạnh tranh với những hàng xịn là như này. Người ta bỏ tiền nào thì của đấy mà anh em. Khi mà anh em mua cái sạc nó chỉ rẻ thôi, rẻ hơn rất nhiều, thì mình sẽ giới thiệu qua. Thì ở trong đấy nó có một cái nguồn, cái củ sạc tàu ấy thì nó có đi ra thẳng, nó không có nguồn xoay chiều đâu, nó đun xoay chiều với một chiều thì nó đi thẳng luôn, nó ra thẳng luôn, nó không có cái kiểu là cái biến áp để biến thành cái dòng điện hợp lý so với điện thoại, thì nó rất nhanh hỏng điện thoại đấy, nên nó dẫn đến một số hiện tượng như là nổ sạc, cái này hiện tượng gì đó thì nó rất là nguy hiểm cho người dùng đó. Thế cái củ sạc này ấy, đây, made in Việt Nam, cái sản xuất này như Việt Nam thì phải, nhưng mà thực ra thì chắc nó phải sản xuất nhiều của công ty khác nhau ở trên thế giới để tạo hợp thành, để tạo được một cục sạc này. Và đó, thì đây là Modeno, xem qua đây. Cái thông tin của cục sạc này ấy, thì nó ở dưới này, nó ở dưới chân cục sạc. Còn cái cục sạc Samsung thì nó ngay bên cạnh. Cái đặc biệt khác nhau nữa là ở cái phần chân cắm giữa dây sạc và lối vào củ. Đây, cái của iPhone thì nó ở trên đỉnh, cái của Samsung thì ở ngang anh em ạ, anh em thấy chưa, là từ kia ở ngang. Cái của Samsung này nó to hơn iPhone rất nhiều này anh em, sẽ to hơn. Gần như là to gấp đôi luôn ấy. Chân thì nó là chân, một chân của Samsung thì nó là chân bẹt đó. Một chân của iPhone thì nó là chân à đâu chân của iPhone thì nó là chân bẹt nhé, nổ này đó. Và chân của Samsung thì nó là chân tròn. Thì chân nó có dài hơn anh em nhìn chân nó dài hơn này. Chân dài hơn này. Ở đâu hai chân này cũng bằng nhau thôi, nhưng mà chân này nó có điểm tiếp xúc với bằng nhiều hơn này. Chân này thì nó có một tí này thôi. Và đây là nhựa này, em này, nhựa này. Đó. Thì hôm nay là mình cũng nói qua cho anh em biết về củ sạc. Đấy. Thì cái củ sạc này anh em là khuyến khích này anh em không nên vừa sạc vừa dùng nhá. Mặc dù củ sạc nó kém chất lượng nhưng anh em mua ngoài có thể bị lỗ này, cháy này. Thì anh em khuyến khích anh em nên mua một củ sạc nó đúng với cái dung lượng pin của mình, cũng như là nó đúng với nhà sản xuất. Kiểu là iPhone thì anh em cần mua sạc iPhone, mà Samsung thì anh em cần mua sạc Samsung. Đấy, chứ anh em không thể cắm củ sạc Samsung iPhone. Tất nhiên thì cũng được thôi, nhưng anh em lưu ý là cái độ chai pin thì nó rất là cao rồi anh em ạ. Rất là cao. Thì nó sẽ nhanh hỏng pin, pin sẽ bị phồng. Một số trường hợp là sạc pin thì nó sẽ bị phồng. Một số trường hợp là anh em sạc pin thì rất bị phồng luôn, nó phồng hẳn của pin lên luôn, lồi hẳn cái màn hình điện thoại cũng như là cái phần đằng sau của điện thoại luôn. Đấy.
thì cái video lần này của mình đây là mình so sánh giữa hai cụ sạc Samsung và cụ sạc iPhone, và nó những cái công dụng cũng như là cái hiệu năng và những cái nhà sản xuất nó sản xuất như nào, và một số những cái lưu ý khi anh em sạc điện thoại. Rồi, cái video này đây của mình là kết thúc. Chào tất cả anh em, hẹn là gặp lại anh em trong các video sau nhé.